Yeah. Ủa, ai là đi đường vậy? Đi ngắm hoàng hôn. Ủa mà cái cầu này sao không có ai đi hết vậy? Ủa cái này quay MV thì đẹp phết nha. À nó đang thi công thôi đúng không? Xong hết rồi nhưng mà chưa bật được. Đây là cái cầu gì nổi giữa đâu với đâu vậy? Không có làm gì hả? Đi ra ngoài kia là cảng luôn. À ngoài kia là cái cảng hả? Đây là cầu để ra cảng. Ok. Đây tí là đi. Rồi, chúng nó quay một cái clip nha mọi người. Ok. Ồ, dưới kia. Ồ, đúng view nước ngoài luôn đó. Gì hắn mà lộn á? Cái gì là cao tốc á? View triệu đô. Ê, dắt nó đi dài mới lộn ra luôn á. Trời, đồ má phê vậy, đua xe ở đây phê lộn luôn. Ui. Đây gọi là đâu Vũ Thu? Cầu cảng ấy. Cầu cảng Dương Đông đúng không? Cầu cảng. Ok. Xin chào bạn đã quay trở lại Việt Nam tuyệt vời. Tôi là Noah, người dẫn chương trình truyền hình. Giờ đang cùng với Vũ Thu, nón đen và Thun, nón gì trắng? Nón green. Nón green sẽ cùng đi ngắm hoàng hôn tại cầu cảng ở Dương Đông. Đằng xa xa kia là thấy mấy cô kia, cầu tuổi tin rồi. Chủ quán. Ok, tôi là Noah, host của channel Vin Wonders Việt Nam tuyệt vời. Nói luôn. Nhìn cái cầu kìa, cái cầu này dài lắm luôn á. Yeah. Hôm nay hai người mặc đồ đôi luôn ha. Mới điều trời ơi, mặc đồ đôi luôn, bị xứ à. Dễ thương ghê. Tình yêu chỗ thời này, chỗ này đẹp thiệt luôn á. Đúng tình yêu thời 4 chấm luôn. 4.0. Ok. Mình xa là mấy cô cầu tự tin. Ok, mình sẽ đi bộ từ đầu cầu cho tới cái mút của chân cầu để mình ngắm cái cảng. Đây có học sinh huyện Phú Quốc trung tâm. Rồi phải lồn. Đẹp mà cứ kêu vãi lộn không à, kêu tuyệt vời đi. Trời ơi, đã. Không, lúc nào Hùng cái like của bên cạnh Hùng á. Không biết mọi người có thấy được bao quát cạnh không chứ thì với cái máy quay như thế này thì chắc chắn là sẽ thấy hết. Đẹp tuyệt vời mọi người, ai mà đến Dương Đông thì nhớ ra cầu cảng chơi nhá. Một trong những địa điểm check-in hơi phê á. Mình làm quay clip cho em nè. Mà thấy đẹp chưa? Hả? Thấy chứ, đẹp chứ. Tiếp tục đi. Anh phải chạy xa ra cho một tí đăng lên YouTube cái nhạc bản quyền. Sợ rồi anh. Anh cứ nói đèo ở trong nhạc không bị không. Bọn này giờ nó bắt ghê, nó bắt lên luôn. Blastubie. Một cái áo mới. Trời đẹp đôi vậy trời, hoàng hôn mà hai đứa. Đẹp đôi thiệt luôn á. Bobbing và Bobbing đang đi trên một con đường thẳng. Trời ơi. Vin quê Việt đội Win Wonder, Vin Wonder mà biết được là hai đứa đang quen nhau là chết luôn á. Càng tốt đây ạ. Càng tốt. Rồi. Về. Ai nói Việt Nam tao đéo có chỗ nào đẹp đâu. Má đẹp tuyệt vời luôn đấy. Trời ơi. Coi tàu thuyền đang chạy kìa. À. Ồ, chỗ này nó không màu hồng, không màu đỏ gì, nó hồng liền. Giống màu hồng đúng không? Màu hồng. Màu hồng. Kia ngắm. À. Quá trời người câu cá đang chơi luôn. Yeah. Đúng hưởng luôn, thời gian để hưởng. Yeah. Không, cầu đẹp tuyệt vời luôn mọi người ơi. Đúng đẹp luôn. Thôi,
mà trời sớm bớt một tí thì đỡ hơn. Giống như mình đang đi tới xứ sở tự do. Đi về ánh mặt trời đấy anh. Đi về ánh mặt trời. Under the sun. Trời, cái áo hợp thiệt luôn đó. Áo trắng mà, dễ lắm. Cả thời trang đi biển. Thời trang đi biển. Yeah. Vô làn thun. Vô làn thay nhau. Yeah. Vô. Mà phải đi giữa đường này cho đẹp. Má vừa cái nói giùm coi. Bây giờ mình quay như trên chơi chưa mấy trình điên. Chua. Đây sẽ là MV triệu đô. Yeah. Đang đi trên đường. Yes, one shot. Yeah, yeah. You. Đẩy cam đi đâu chỗ khác liền. Tôi nghe cái gì ngừng máy luôn. Long bò. View siêu đẹp luôn. Ví dụ như là nhà gần đây ra đi tập đường. Như sao? Ulu lu. Siêu đẹp. Chào mừng các bạn đã đến với Việt Nam tuyệt vời, Vin Wonders. Tôi là Noah, host của channel. Tất cả câu hết rồi.